Chào các bạn đã quay trở lại kênh Bất Động Sản ACB Land. Sản phẩm chào bán hôm nay của chúng ta là lô đất nhà phố tọa lạc tại khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Bất động sản đang giao bán có các thông tin cơ bản như sau. Tổng diện tích đất được công nhận là 75m², trong đó chiều ngang là 4m và chiều dài là 18,77m. Hiện trạng là đất trống. Lô đất có hướng nhìn về hướng Đông Nam. Pháp lý sổ hồng đầy đủ và được ngân hàng hỗ trợ cho vay lên đến 75% giá trị thị trường tại thời điểm giao dịch. Vị trí bất động sản đang chào bán, tọa lạc tại hẻm 791 Trần Xuân Soạn, khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm này xe ô tô lưu thông đến vị trí bất động sản đang chào bán nha các bạn. Giá đang được chào bán là 9 tỷ đồng. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết thêm thông tin về bất động sản đang chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983383509 để được tư vấn. Trên màn hình chúng ta đang xem là các công trình nhà ở trên khu đất dự án phân lô bán nền. Hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn đã và đang thi công xây dựng công trình nhà ở tại đây. Về vị trí địa lý, bất động sản giao bán tọa lạc tại hẻm 791 đường Trần Xuân Soạn, khu dân cư Kiều Đàm, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí bất động sản đang chào bán, cách siêu thị Lotte Mart quận 7 chỉ từ 800m và cách trung tâm quận 1 chỉ từ 4km. Cầu Kênh Tẻ, nút giao thông cửa ngõ của quận 7 là cầu nối giao thông kết nối với quận 4 và các quận trung tâm. Từ vị trí bất động sản đang giao bán, bạn chỉ mất từ 9 phút di chuyển xe là đến trung tâm Sài Gòn và bạn chỉ mất từ 5 phút là kết nối với mọi điểm đến tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7. Chợ Bến Thành, trung tâm mua sắm sầm uất nhất thành phố. Giá chào bán cho bất động sản tại thời điểm tháng 7 năm 2022 là 9 tỷ đồng. Trong thời gian tới, nếu bất động sản đang chào bán có biến động về giá mua bán, chúng tôi sẽ cập nhật thay đổi trong phần mô tả của video này hoặc giá sẽ được điều chỉnh trên tiêu đề của video. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết chính xác thông tin giá mua bán mới nhất cũng như thông tin pháp lý về bất động sản đang được chào bán, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983383509 để được tư vấn. Còn bây giờ, chúng ta cùng hướng vào màn hình để xem lại những hình ảnh được ghi hình xung quanh vị trí mà bất động sản đang chào bán. Do thời lượng video ngắn, video chỉ mô tả ngắn gọn về thông tin cơ bản về tính pháp lý của bất động sản và tọa độ vị trí bất động sản đang tọa lạc. Nếu các bạn quan tâm, vui lòng hẹn lịch đi xem thực tế qua số điện thoại 0983 383 509. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này chúng tôi sẽ tạm dừng sau vài phút ghi hình xung quanh vị trí bất động sản đang chào bán. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho đội ngũ chúng tôi một like và chia sẻ kênh để giúp chúng tôi vượt qua các thuật toán kiểm duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trong vài ngày tới.